Thì ra đây là lý do anh tránh mặt em mấy hôm nay. Nếu đã thật lòng yêu thương người yêu tôi thì hãy biết yêu anh ấy cho đúng cách. Anh ấy thích mỗi sáng được đánh thức bằng chiếc ôm và một nụ hôn vào má. Anh ấy thích được ăn những món ăn do Đừng chính ngon tay quá. người yêu anh ấy chuộc tài. Mỗi khi anh ấy buồn hay lo lắng điều gì, thường sẽ hút rất nhiều thuốc. Thay vì cấm đoán, hãy cùng anh ấy hút một điếu thuốc và không cần nói gì cả. Anh ấy luôn lo lắng về tương lai, mỗi khi số tiền trong ví cứ vơi dần. Hãy ở bên cạnh, an ủi Em vẫn còn và tiền động viên mà. anh ấy. Mình cùng nhau cố gắng nhé. Đây sẽ là điều cần thiết nếu như muốn tiến đến hôn nhân sau này. Lúc rảnh hãy chơi game cùng. Nhưng Này, đừng cãi ép mạng đấy nhá. đừng cãi ép mạng của anh ấy. Ơ kìa. Đừng. Anh ấy thích ngao du trong thành phố với chiếc ôm thật chặt từ phía sau. Mỗi lần giận nhau, thay vì bỏ đi thì hãy ở lại. Đợi anh ấy bớt giận và nói em xin lỗi. Mỗi khi anh ấy áp lực với công việc, hãy pha một cốc cà phê và mang cho anh ấy.
Anh ấy không thích bị phàn nàn mỗi khi nhà cửa bừa bộn. Hãy cứ dọn dẹp. Nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ đứng dậy dọn cùng. Anh ấy luôn mơ ước về một gia đình ấm áp. Vì vậy, nếu yêu anh ấy thật lòng, hãy cố gắng cùng anh ấy vun đắp một gia đình thật hạnh phúc. Sau khi tôi không còn trên thế giới này nữa, tôi nhờ cô hãy đưa vật này cho cô ấy. Nói, tôi còn yêu cô ấy rất nhiều. Sau khi tôi không còn trên thế giới này nữa, tôi nhờ cô đưa vật này cho tôi.